bày tỏ sự đồng tình với dự thảo luật phòng cháy chữa cháy mới. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý dự án luật cũng cho rằng nhiều nội dung chưa đáp ứng được thực tiễn. Đồng chí Hà Phước Thắng, thành ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đại diện Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến này. Các góp ý tại hội thảo chủ yếu xoay quanh 7 nhóm vấn đề lớn, gồm phạm vi điều chỉnh của luật, chính sách của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cháy đối với nhà ở, khu công nghiệp, phòng cháy trong sử dụng, cung cấp điện, công tác quản lý đối với các phương tiện đường thủy. Các phương tiện trên sông nó không còn cụ thể, mà chủ yếu ở đây là áp dụng đối với các chủ của các phương tiện, người đứng đầu doanh nghiệp, có nghĩa là cái trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta cần nêu rõ cái nội dung này trong cái dự thảo. Ở điều 21 khoảng 5 có quy định về trách nhiệm là phải có phương án phòng cháy chữa cháy. Ở vấn đề này thì các dự luật trước từ năm 2001 thì chúng ta đã có quy định rồi và hiện nay nó vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, xét về mặt thực tế, quy định này thì nó lại cũng gây cái khó khăn cho cơ sở. Người dân, các cơ sở kinh doanh không biết làm thế nào. Cuối cùng quay lại phải nhờ cán bộ của cơ quan quản lý. Đối với các khu chế xuất công nghiệp của chúng tôi là đề xuất bổ sung, tức là khi lập điều chỉnh quy hoạch đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thay đổi công năng hoặc sử dụng công trình phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy phù hợp với công năng, nhưng mà quan trọng là phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này gồm 9 chương 61 điều, sẽ góp phần tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tăng cường giải pháp phòng ngừa, phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới.